thì bán kết chương trình Ca Sĩ Thần Tượng đã diễn ra vô cùng kịch tính. Những nỗ lực của các thí sinh chứng minh tài năng của mình như thế nào. Tôi đi lang thang lần trong bóng tôi bút giá về đâu khi đã mất em rồi. Tay chân rồi đó, sống đồ. Em đi về đâu rồi người kia đi về đâu rồi. Bớt năng lượng đi, tiết chế cảm xúc đó. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa. Hát được như bạn này nha, đã là một cái gì đó đáng nể rồi. Em đang mềm mại dưới góc độ tâm hồn. Chết, cái kết này tôi chưa nghĩ ra. Nói cho hay nha, chứ không là chúng tôi ập vô đạo diễn. Không muốn nói nữa, hay như vậy rồi còn cái gì để nói nữa. Hoàn hảo. Phần trả lời vừa rồi là em được cộng thêm điểm ứng xử đó. Ngay bây giờ hãy đến với sân khấu Ca Sĩ Thần Tượng để bắt đầu đêm thi cùng MC Minh Xù. Xin chào, Minh Xù xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Ca Sĩ Thần Tượng mùa thứ tư. Quý vị thân mến, đúng khung giờ quen thuộc đó chính là 21 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau, gặp gỡ tất cả những bạn thí sinh có cái niềm đam mê của mình đối với âm nhạc, đặc biệt là đối với nghệ sĩ thần tượng. Và chúng tôi sẽ phát sóng lại vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng mì Cocomi 90. Quý vị thân mến, đây là một sân chơi đầy kịch tính, bất ngờ và hấp dẫn, và tối ngày hôm nay đêm thi bán kết lại càng kịch tính hơn đối với 7 bạn thí sinh của chúng ta. Ban giám khảo sẽ phải lựa chọn ra 4 thí sinh để bước vào trận chung kết cuối cùng của Ca Sĩ Thần Tượng mùa thứ tư. Đang rất là căng thẳng đúng không ạ? Dành cho cả 7 thí sinh. Chúc cho tất cả các bạn sẽ tự tin và thoải mái nhất với tiết mục của mình tối ngày hôm nay. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa, hãy cùng với Minh Xù gặp gỡ ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo nghệ sĩ Trấn Thành. Xin được giới thiệu giám khảo đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Và cuối cùng xin được trân trọng giới thiệu giám khảo ca sĩ Minh Tuyết. Hay quá, hôm nay đẹp quá, thật sự là như vậy. Trời ơi, rồi hộp đã quay trở lại rồi. Mặc mấy cái trang phục này á là body phải fit lắm mới mặc được đó. Chính xác là như vậy anh ạ. Mình thấy là Minh Tuyết là cái người đã rất là cố gắng dịu dáng như thế nào. Đáng lẽ là nó sẽ đẹp hơn. Thì trước khi chương trình bắt đầu, vâng, thì có một người rất là nổi tiếng thương bạn bè nên đem vô cỡ chừng 8 hũ mắm và một ít cá khô. Cá khô, dạ, vâng, dứa cộng với chè. Chè và một số ba rọi chiên giòn. Đúng rồi, chè có nước dừa nữa, dạ. Và ép chúng tôi ăn đó để có thể bằng người ta đó. Anh Thành, tuyên ngôn của anh là gì ạ? Tuyên ngôn của anh là: thưa quý vị, khi bản thân mình không thể tự giảm cân thì cách tốt nhất để làm cho mình trở nên gầy đi là làm những người còn lại mập lên. Bây giờ em không dám thở luôn anh Thành, thiệt sự. Mặt cái này nó siết lại nè, đang ôm lại đây nè, quá tức rồi. Nãy tôi nghe đồn là Minh Tuyết có cái đầm đẹp lắm, cho nên tôi phải nhét vào đó 2 chén mắm hai bên. Trời ơi, tôi vô cùng hối hận. Đã muộn màng lắm rồi chị ạ. Mà anh Nam, anh có đồng ý với em là Việt Nam mình có những cái món mà em nói thiệt, anh có đưa vi cá, bào ngư, gan ngỗng, cái gì nó cũng cất qua một bên. Chỉ cần để một chén mắm, một cái cạnh trái dưa leo kế bên là dứt sạch. Ý Trấn Thành đang nói là mắm chưng đúng không? Mắm, dạ, mắm chưng. Quý vị biết mắm mà chưng với thịt bằm với lại trứng mà đánh thêm một miếng gọi là trứng muối. Thì trời ơi, đẩy trái dưa leo một miếng cơm trắng. Anh đừng có cào cấu em nữa. Tôi là người rất là thông minh. Tôi biết là ngày hôm nay tôi sẽ tạo nghiệp. Sau khi tôi cho mọi người ăn xong, tôi đã lựa một cái ăn khá là rộng. Vâng, nói trời ơi, con người ta có âm mưu trước, thấy chưa? Thấy chưa? Bận đồ rộng tôi che hết, Em Hoàng Nhật Nam, thì hôm nay cái điều gì đã khiến cho anh trịnh trọng như vậy? Đây đâu phải là chương trình thi hoa hậu. Tôi nghĩ rằng là đêm nay một đêm bán kết Ca Sĩ Thần Tượng mọi năm cũng thường rất trịnh trọng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là điều gì quan trọng nữa đâu khi tôi cũng đang đứng cạnh một hoa hậu. Wow, đúng là miệng lưỡi trong người bát lẹ thiệt chứ. Đừng tin những gì con trai nói. Ủa, có bài đó hả chị? Có. Quá trời dễ sợ, nhanh quá. Nó nghe nè, cái này của bà ngoại. Áo len của bà ngoại hả? Thì kệ nó đi, bây giờ bà ngoại phát. Nhìn màu hồng chủ đạo phía trước đây, tôi nhớ đến một câu thơ trong truyện Kiều. Trời ơi, thật rồi, màu hồng rồi. Vô. Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, đã mòn con mắt, cuối trời đăm đăm. Có nghĩa rằng là lúc Thúy Kiều á, nhớ nhung Từ Hải, nhìn một cái cánh hồng bay xa là loại chim hồng á, chứ không phải là cánh hoa hồng đâu. Con chim hồng hạc á. Không phải hồng hạc, mà cái này là hồng học. Hồng học cao phi. Là con chim nó tên là hồng học. Đúng rồi. Con chim nghe cái tên nghe dữ dằn. Hồng học nghe hơi mệt rồi. Hằng học. Nó có câu là hồng học cao phi, nhất cử thiên lý. Dạ. Có nghĩa rằng là loài chim đó là hay được so sánh với là một cái bậc quân tử. Loài chim hồng học mà bay lên trời, một đập cánh thôi là đã bay ngàn dặm. Trách ai bẻ cánh chim hồng, để cho bầy quạ vẫy vùng trên không. Hay quá. Ủa, hồi nãy giờ mình chậm một nhịp. Chậm. Không biết đây là quạ đen cỡ này. Một mũi tên trúng hai con nhạn luôn. Dữ dời. Vậy thôi tối nay là cẩn thận nha. Thâm quá. Chỉ là bên kia dương sẵn mũi tên rồi đó. Dạ hôm nay em rất là bình thường, em rất là lạ mà. Vâng. Anh Thành thấy không ạ? Mặc kệ đi, mình về chỗ đi. Ủa anh chị, nói gì em tiếng đi chứ. Trời. Đêm nay là đêm bán kết. Như anh Hoàng Nhật Nam có chia sẻ vừa rồi, rất là trịnh trọng, bởi vì là chúng ta đã chờ đợi một tuần vừa qua để chào đón 7 bạn thí sinh xuất sắc nhất luôn, để có một cuộc đấu vô cùng kịch tính tối ngày hôm nay. Chị Minh Tuyết, đêm nay chị đang trông đợi điều gì đến từ những bạn thí sinh ạ? Minh Tuyết mong rằng các thí sinh bước lên sân khấu tự tin hơn, tỏa sáng hơn, và đã có một cái sự chuẩn bị tuyệt đối cho tiết mục của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Em sẽ mời anh Trấn Thành đi vào một cái chi tiết luôn cho 7 bạn thí sinh. Với danh ca Thái Thanh á, cái chiều mà tốt nhất đó là hát như nói. Dạ. Nhịp đừng có đâu vô đó quá. Nó vẫn đúng nhịp nhưng mà hay coi chơi nhịp lời để nói chuyện hơn. Có những cái phát âm chữ A và những cái âm đóng. Lúc nào cô cũng phát âm nó có cái hơi bên trong. Khi cô hát cô để cái vòm hơi cực kỳ rõ ràng, cho nên chúng ta bám vào những cái điểm đó. Vâng, còn đối với Khánh Ly thì sao ạ? Cô Minh Tâm và cả cô Kim Lan. Với Khánh Ly lúc trẻ đó thì hát cứ hào sảng, hát tự do, hát thật thoải mái vào, nốt thẳng là xong. Còn với Khánh Ly của bây giờ thì đừng hát đều đều. Yeah. Hát phải nhiều nói chuyện, lúc nhanh, lúc chậm, luôn luôn nốt thẳng, đừng luyến. Cô Khánh Ly ít luyến lắm. Còn hai cái nhân vật mà anh rất là mê tuần trước nè, Trấn Hải vô vai Lý Hải. Trấn Hải không có gì để góp ý cả. Bạn ấy làm quá giỏi rồi. Chỉ cần bạn ấy giữ phong độ và máu lửa nhiệt tình là xong. Nhật Quân với Ưng Hoàng Phúc ạ. Giống y như Lý Hải. Chỉ cần giữ phong độ là xong. Như trên. Rio trong vai Đàm Vĩnh Hưng. Máu lửa hơn. Hiện nay mọi thứ đang tốt. Chỉ duy nhất có thần thái là không ra Mr. Đàm. Dạ. Mr. Đàm là người cực kỳ tự tin, hào quang lộng lẫy, cho nên là phải bám vào điểm đó để diễn. Và cuối cùng anh Văn Sĩ với Trường Vũ. Trường Vũ hát rõ lời hơn, tình cảm, chân thật, mắt dám nhìn khán giả, đừng tỏ ra buồn ngủ. Vỗ tay. Quá xuất sắc ngày hôm nay rồi. Cảm ơn anh. Như vậy là thí sinh của bọn em là đã tự tin một phần nào đó rồi. Em có hỏi luôn thí sinh Minh Tuyết không? Dạ. Thí sinh Minh Tuyết thì nên bớt ăn mắm lại để mặc váy cho đẹp hơn. Và cũng ngưng chan nước cốt dừa lại nhiều. Hồi nãy chè có hai option, chan và không chan, nhưng thí sinh Minh Tuyết vẫn cố tình chan 3 muỗng nước cốt dừa. Và thí sinh Minh Tuyết ăn nửa hộp và bảo rằng là ăn không hết, phải để lại một lát ăn nữa. Nhưng nhìn vào cái hộp cũng chỉ còn khoảng 3-4 cục. Vâng. Không còn thì tôi đã ăn luôn cho rồi, để dành chi cho mắc công mang tiếng. Chị xin chân thành thông báo với lại ekip của chương trình, chị cảnh báo các em là may mốt tới giờ ăn không được cho phép ăn trong phòng của chị. Không có được quyến rũ cái người ta không muốn ăn. Mắc công chị thèm. Không có được dụ dỗ. Dạ. Đúng không? Chúng ta lại tràn qua ẩm thực rồi. Bây giờ mình trèo ngược lại về chương trình ngày hôm nay. Anh Hoàng Nhật Nam, tối đêm nay anh đang có cái cảm xúc riêng của mình như thế nào? Anh cũng đẩy hết một hộp cơm và rất nhiều những con cá dứa. Tôi có thấy điều đó. Mặc dù sau khi đã ăn những món ngon do giám khảo Trấn Thành cung cấp, và sau đó không ngưng chì chiết chúng tôi, phải không cô Minh Tuyết? Thật sự. Nhưng tôi vẫn không nguôi nỗi buồn một chút. Bởi vì là chỉ còn một tuần nữa thôi, không được gặp lại nhau. Hy vọng là sau tuần nữa chúng ta gặp nhau tại đêm chung kết. vẫn vui vẻ bên nhau và chúng ta vẫn giữ liên lạc. Thôi thì cứ vào chương trình thôi. Ừ, dạ vâng. Về đi. Ca đi Xù. Chứ để thí sinh nó chọn lén vô lấy chè ăn nước cốt dừa nữa là không ca được đâu. Vâng, tối nay hứa hẹn dữ lắm. Tại vì 7 thí sinh của chúng ta đã tập luyện rất là kỹ lưỡng trong một tuần vừa qua. Xin mời tất cả quý vị khán giả cùng bước vào đêm bán kết tối ngày hôm nay. Xin mời. Quý vị thân mến, để mở đầu cho đêm thi bán kết tối ngày hôm nay sẽ là sự xuất hiện của chàng trai Nhật Quân rất quyết tâm đến với chương trình này. Đặc biệt hơn hết là có sự thay đổi về mặt ngoại hình của mình, sự quan sát của mình về nghệ sĩ thần tượng, đó chính là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Và tối ngày hôm nay sẽ trình bày ca khúc Và Như Thế Em Đi. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi nhé. Một tràng hỗ tay cho Nhật Quân. Dạ, xin được chúc mừng cho Quân đã mở đầu cho cái đêm thi tối ngày hôm nay. Có vẻ như hơi hồi hộp phải không? Mình diễn xong rồi nè, hôm nay đứng cao hơn bình thường. Mình thấy sao với tiết mục đầu tư trong một tuần vừa qua như thế này? Đây là tiết mục mà em rất là thích, mang một cái phong cách rất là riêng của anh Phúc. Và em cũng rất may mắn được chọn cái ca khúc này để thể hiện. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nhé. Ban giám khảo Trấn Thành ạ. Hơi tiếc chút xíu thôi. Tiếc. Cái đoạn cuối đáng lẽ là phải vô, phải bỏ một nhịp. Dạ. Thì ổng vô ổng nhanh quá, máu quá mà. Nhưng mà thôi kệ, tôi đã nói rồi, đã yêu thương thôi kệ bỏ qua. Nhưng chỉ có trách là một điều là hát phải tập trung. Dạ. Đang cái đoạn đầu múa lân sư đồng là tôi thấy khoái rồi. Tay chân rồi đó, sống đồ. Trời, tôi đang mê cái đoạn đó, tôi đang mê. Tôi nói trời ơi, bữa nay ăn nhầm cái chất gì mà múa quá trời múa. Ăn mắm. Nó có thể là không phải là tiêu chuẩn múa đẹp gì đó, nhưng cưng hăng sai, đúng, cố gắng, nhiệt huyết, nồng nàn, chân ái. Ok, đang đẹp nha. Ừ, đẩy vô. Ừ, trật nhịp. Giận, buồn, dễ sợ. Nhưng mà nói nào ngay, nếu như mà mình không khắt khe, mình thông cảm cho cái đoạn ghi một chút xíu thì thôi, đáng lẽ gọi là hay lắm đó. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Lần sau múa thì múa nhớ nhịp. Dạ. Xin được mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Chị đang gợi nhớ là cái cảm giác mà khi người khác bắt chước chị trên sân khấu. Chị không biết Ưng Hoàng Phúc coi có nhột giống chị. Nhưng mà chắc chắn Phúc sẽ không múa cỡ này. Nói nghe nè, tuy rằng là giám khảo khen bạn về vấn đề là bạn bắt chước những cái đặc trưng của Phúc, nhưng mà cái gì á mình cũng phải kiểm soát được nó. Nói chung là cái gì cũng vậy, vừa phải, nêm nhiều quá, mặn quá cũng không được, lạc quá cũng không xong. Thì hôm nay bạn hơi bị mặn. Dạ, có nghĩa là bạn làm động tác quá nhiều mỗi từng câu hát, cho nên bạn bị phân tâm bởi vì những cái hành động như thế. Rồi nó sẽ ảnh hưởng đến cái giọng của mình nữa. Ví dụ như là bạn có thêm một cái động tác mà bạn hát mạnh quá, bạn đưa cái tay như vậy nè, thì cái microphone nó cũng nhúc nhích theo. Tại vì bạn không biết cách, người ta đưa bằng cái phần này, bạn đưa luôn cả cái cánh tay luôn, thì nó nhúc nhích luôn cái microphone. Nó cũng là ảnh hưởng đến cái sound, cái vocal của mình. Đó là những cái mình phải nên để ý một chút. Mình lâu lâu mình nhả một cái chiêu của anh Phúc ra. Và thường thường á, người ta hay múa hay là biểu diễn nhiều trong những lúc mà mình không hát thì nó an toàn nhất. Vì mình hát á, mà mình nhảy nhót nhiều quá, cái vocal mình nó sẽ không có được chuẩn. Tiết chế lại cái đó tí. Cho tôi xin chia sẻ điều này. Cái comment này của giám khảo Minh Tuyết là sẽ đúng với những thí sinh khác, nhưng riêng với thí sinh này thì tôi xin là không nên nghe theo. Một là say mê bất chấp, hai mà kêu giữ kẻ là không say mê nữa. Thì ông này nằm ở cái khuôn đó. Tôi thà ông say mê bất chấp còn hơn ông nghe rồi ông ghìm lại, giống như mấy ngày đầu tập đầu là tôi điên nữa, điên nữa. Bởi vì ông từ một cái người không tự tin, tôi đang ráng tôi kêu tự tin lên, Để rồi say mê là cái dòng lần trước là ngon rồi. Lần này là tại vì cái vụ cánh gà chiên nước mắm đẩy cao quá thì nó hụt 1-2 chữ. Đúng chưa? Lo múa lân quá rồi quên cái nhịp. Cái em cần duy nhất là tập trung vậy thôi. Có nghĩa là em múa kiểu gì múa, em ráng tập trung để em đựng sang nhịp. Vậy thôi là đủ rồi. Dạ anh. Ý là say mê thì không giảm, nhưng mà theo anh có một cái từ gọi là tiết chế cảm xúc á. Dạ. Kiểm soát. Có nghĩa là những thí sinh khác, vì sao chúng tôi hay nhận xét là em đang thiếu cảm xúc, phải nhiều cảm xúc hơn, đông đầy hơn. Nhưng riêng em là em đang bị gọi là lấn át luôn. Giống như tập lần trước á, tuần trước em nhớ không, lúc em ngồi bên thành giường, em đau khổ vì cô người yêu ngồi bên cạnh. Và em switch vào lời sớm luôn, em nhớ không? Dạ. Em đưa mic lên, em định hát, sau đó em vẫn stop lại được. Đó là do lúc đó mình đang miên man trong những cái cảm xúc đó và mình không có đủ tỉnh táo để mà có thể kiểm soát được là lúc nào vào cái câu tiếp theo. Dạ. Thì đó là cái ý của cô Minh Tuyết. Chứ còn nếu mà say mê hay là gọi là mê mẩn hay là đong đầy trong những cái cảm xúc này kia thì dĩ nhiên là trong cần. Trong đó em phải có sự kiểm soát. Dạ, bởi vì em là một người chỉ để ý nhịp em không vững. Dạ. Thứ nhất, thứ hai, em hăng say quá em hụt hơi. Cái gì mà em đi về đâu rồi người kia đi về đâu rồi cái tay này đi bên đây, nó lia lịa. Chị không kịp nhìn em luôn mà. Dạ, nhiều khi chị suy nghĩ lại, ủa Phúc có lia lịa như vậy không ta? Dạ. Em cứ lắng nghe hết tất cả ý kiến của giám khảo rồi mình lọc lừa cho bản thân mình. Cái gì lọc lừa lại cho bản thân mình. Chắc lọc lừa nó khác với lọc lừa chứ. Là cái nào mình nên giữ và cái nào mình nên bỏ. Không, mà cái tiết mục này á, là sao y bản chính một cái tiết mục của Ưng Hoàng Phúc. Và cũng y chang như vậy. Đáng lẽ hay lắm đó anh. Anh cho cái vụ cái màn múa bóng rồi tuột cái màn xuống là đáng lẽ là hay lắm. Không có dính cái vụ nhịp cuối là ngon rồi. Nãy giờ lắng nghe xong rồi em có hiểu gì không Quân? Dạ có. Cái cảm xúc của con người nó sẽ dâng trào theo cái nhiệt huyết, cái không gian. Đúng rồi. Và em cần phải điều khiển lại cái cảm xúc của mình. Đúng rồi. Cái thời điểm đó để cho nó cân bằng giữa cái nhịp điệu, cái giọng hát và cũng như là cái thiết chế để cho cái người xem người ta cảm nhận được, giám khảo xem được anh ấy đang làm cái gì. Đó. Dạ, em vỗ tay. Hiểu rồi. Nhớ có nghĩa là đừng có bớt năng lượng đi. Dạ. Chỉ là kiểm soát nó thôi. Không, mà phần trả lời vừa rồi là em được cộng thêm điểm ứng xử đó. Cảm ơn chị. Một giám khảo hoa hậu cho hay. Quý vị thân mến, nếu như tuần trước tất cả mọi người cũng đã vô cùng ấn tượng về chàng trai bình nguyên của chúng ta hóa thân thành cố danh ca Thái Thanh, tối ngày hôm nay đã có một tuần chuẩn bị cho tiết mục của mình, hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ bất ngờ hơn nữa với ca khúc Nửa Hồn Thương Đau. Hãy cùng đến với tiếng ca Bình Nguyên, xin mời. Buồn đen mắt sâu bỗng thương đau. Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hai ta còn hẹn nhau kiếp nào. Anh ở đâu, em ở đâu, có chăng mơ sầu Bình Nguyên đã còn xúc động có đúng không? Rồi xuống đây nào. Thế không biết cảm xúc của bạn như thế nào mà lại có những giọt nước mắt rưng rưng ở đoạn cuối như thế này nhỉ? Thực sự rằng là qua cái ca khúc này, nhờ sự truyền tải của cố danh ca Thái Thanh mà đã chạm đến trái tim của em qua những cái biến cố trong cuộc sống và những cái sóng gió trong cuộc đời. Nó làm chạm đến trái tim của em. Vâng. Yeah. Đôi khi một tác phẩm nào đó cũng sẽ có cái ký ức riêng của bản thân mình đúng không? Và ngày hôm nay bạn đã lựa chọn cho đêm thi bán kết. Giám khảo Trấn Thành sẽ được mời anh chia sẻ cảm xúc riêng của mình trước ạ. Cô Thái Thanh khi thu âm bài này không hát như vậy. Đó là Thái Thanh lúc trẻ, không chia nhịp kiểu này luôn. Tôi thì tôi chưa được nghe version này live của cô ở những thời gian khi cô đã lớn tuổi rồi. Cách em xử lý nó hơi nhựa một tí. Có nghĩa là em gãy gọn hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ hay. Vẫn có cách nhả chữ, vẫn có những cách phát âm, thậm chí vẫn có một số cách lấy nhịp là của cô. Cô hát cô cũng hay lơi, cô bỏ nhịp đầu để cô đuổi theo cái đoạn sau. Đôi khi nó gọn lại một chút. Có đoạn nó được bẻ cong để rồi dứt khoát, bẻ cong để rồi dứt khoát thì nó hay hơn là cả một đoạn mình cứ uốn lượn như thế này. Anh không nghĩ là cô sẽ hát theo kiểu đó. Đây là một tác phẩm khó, rất khó để thể hiện. Nó ác cho bạn này chỗ gì nè, tại vì bạn là nam giả nữ thì bạn hát mấy bài kia cái quãng nó không có lên xuống liên tục thì ít ra nó đỡ cho bạn. Nó nằm ở cái quãng trên, bạn giả thanh hết thì nó dễ hát, nó làm cho cái bài nó không quá mượt. Nhưng mà hát được như bạn này nha, đã là một cái gì đó đáng nể rồi. Thực sự nam mà hát được như vậy là quá giỏi. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Giám khảo Minh Tuyết ạ, xin mời chị. Nếu mà mình nói là một chương trình thi ca nhạc thì mình nghĩ là bạn hát rất là tốt, rất là hay, rất là chuẩn. Nhưng mà đây là một cái chương trình là thi ca sĩ thần tượng, có nghĩa là mình cần cái sự giống của thần tượng của mình càng nhiều càng tốt. Trong những cái bài hát trước là những cái bài hát nó kỹ thuật và phô trương giọng hát rất là nhiều, nó không bị thể hiện cái tình cảm nhiều trong cái lời ca tiếng hát, cho nên mình có thể nhấn nhá ở những cái signature của cô. Nhưng mà cái bài hát này là một cái bài hát tình ca, nó rất là tình cảm. Khi Tuyết nghe cô Thái Thanh hát trong băng đĩa đó thì Tuyết thấy cô hát rất nhẹ nhàng, rất là đơn giản, không ủy mị, nhưng mà cô hát tự sự rất nhiều. Cô không rung trong câu chữ nhiều, cô chỉ rung cái đuôi thôi. Tuy rằng là cô không hát đều nhịp, có chữ kéo, có chữ không, nhưng nó không có phải ủy mị quá trong từng mỗi câu chữ, hoặc là mình nức nở nhiều quá. Cô không có cái đó trong bài hát này. Khi mà mình đặt cái nghĩa, cái từ của nó trong đầu của mình ấy, mình hát như nói, mình hát như cái nghĩa của nó, thì tự động mình sẽ xử lý theo đúng. Hồi thì dài, hồi thì ngắn, hồi thì trầm, hồi thì bổng. Tuyết nghĩ là bạn dư sức làm cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi đôi lúc mình quên nó đi. Mình cứ lo tập trung vào những cái đặc trưng của cô mà mình quên đi cái hồn của nó vẫn là cái chính. Xin được mời giám khảo Hoàng Nhật Nam, ý kiến của anh ạ. Đó là sự phân tích về mặt kỹ thuật khác. Còn đối với riêng anh á, thì anh cảm nhận hồn của cô Thái Thanh ở đâu trong tiết mục này? Dĩ nhiên là bỏ qua cái thử thách đối với Bình Nguyên, vì cả nhân dáng em là một người con trai mà hóa thân thành một phụ nữ luống tuổi nữa, nó có muôn vàn những trở ngại, và khuôn mặt của em là một khuôn mặt chữ điền nữa, cho nên thực sự là cũng khó khăn về mặt hóa trang. Nhưng dưới cái làn đèn ngược đó, và em nghiêng cái máy đầu và vẫn diễn từ cái intro cho đến cái gian tấu. Trong cái đoạn gian tấu anh rất thích là em di chuyển nhẹ nhàng trên cái đôi giày cao gót đó mà không có cảm giác là em đang bước đi, có cảm giác giống như cái bục đó nó đang xoay nhẹ, em đang xoay quay cuồng trong những cái nỗi đau của mình á. Thì thật sự là anh rất là thích em trong những cái gọi là miên man về mặt cảm xúc của những cái trạng thái diễn của em á, để em có thể mềm mại hơn. Dĩ nhiên là mình không thể nào mềm mại 100% được, nhưng mà em đang mềm mại dưới góc độ tâm hồn và những cái cố gắng nhất có thể của em về mặt hình thể. Điều đó anh rất là ghi nhận ở Bình Nguyên luôn. Cái bài hát này là được nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác trong một cái hoàn cảnh thực sự là ông cũng có một cái nỗi đau buồn để mà sáng tác nên cái ca khúc này. Cho nên là anh nghĩ những giọt nước mắt của Đình Nguyên ở cuối, rồi những cái nức nở đó, nó vẫn có cái nỗi đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, anh trai của ca sĩ Thái Thanh, vẫn có trong cái dòng chảy đó. Anh cũng chưa được xem một cái bản live nào của cô Thái Thanh hát cái bài này hết, thì không biết là thực sự nó sẽ như thế nào, cho nên là có đúng là muôn vàng trở ngại. Bây giờ vậy đi, bây giờ em thử lại một cái này liền nghe, tức đoạn ngắn thôi. Em hát đơn giản là gì mà anh coi. Cùng với tinh thần của cô, em hát đơn giản là nhẹ nhàng nhất có thể, như nói chuyện với anh. Đừng ủy mị, đừng cố gắng tỏ ra ủy mị. Đặt cái hồn mình vào là được rồi Nguyên. Thoáng hương xưa cho tôi về đường cũ nên thôi, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đau chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Đó đấy. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào, em ở đâu anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đen không? Em có cảm nhận nó khác không? Nó khác hoàn toàn. Vẫn là Thái Thanh nhưng nó ra Thái Thanh hơn. Lần đầu tiên lúc nãy lên, trước khi lên em có gặp một số vấn đề tâm lý một chút, cho nên là chắc vì thế là làm nó hơi quá. Em biết không, thật sự ra không phải là em mà là ai cũng vậy. Thường thí sinh họ sẽ mang tâm lý hát bài buồn. Hôm nay tôi hát bài buồn nha, tôi sẽ rớt nhập tâm để tôi hát bài buồn nha. Nhưng mà thật sự ra khi một danh ca hát bài buồn, họ không có buồn theo cái kiểu đó. Nguyên bài hát có vẻ không buồn, tới đúng một cái đoạn nào đó cần buồn nhất là xoáy đúng một chỗ đó, tự nhiên nguyên bài trở nên buồn. Chứ cái bài buồn không phải là cái bài buồn từ đầu tới đuôi. Vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và chúng ta cũng đã giải đáp được những cái thắc mắc đúng không ạ, trong cái tình cảm của bạn với cái bài hát này rồi. Và chúc mừng cho Bình Nguyên đã hoàn thành xong tiết mục của mình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Văn Sĩ hóa thân thành ca sĩ Trường Vũ trong thi bán kết ngày hôm nay với ca khúc Hồi Tưởng. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi nhé. viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh. Nhớ nhau khi bình minh, gọi tay nhau tan cánh. Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát trung thành. Nhớ không anh, nghĩ gì là xa cánh. Thời gian thăm thoáng thôi đưa tuổi thơ áo còn đâu nữa. Mỗi người một phương, xa xôi càng thèm nhớ. Nhớ thương, thương nhớ khôn đường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong. Biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu để mưa hay mùa ngâu, lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rời. Tôi càng thèm nhớ, nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong. Biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu đêm mưa hay mùa ngâu, lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, biết gì cũng xa rời. Âu thơ đi về đâu để mưa hay mùa ngâu, lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, biết gì cũng xa rời. Dạ, một tràng hỗ tay cho văn sĩ. Dạ, xin được chúc mừng anh. Xin mời tất cả các diễn viên ra sân khấu được không à? Rồi, một tràng hỗ tay cho các diễn viên của chúng ta. Cảm ơn Vũ đoàn Sắc Màu rất là nhiều, đặc biệt là diễn viên nhí Thanh Tú và Triệu Mỹ. Cảm ơn hai con đã hỗ trợ cho chú văn sĩ ngày hôm nay nha. Một tràng hỗ tay nữa cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi vô. Anh quay qua anh nói với em, anh Thành đừng hỏi gì anh nhiều trơn á, anh biết nói gì trơn rung lắm. Nhưng mà hôm nay nè, với cái không gian này nè, mọi người đã cho anh một cảm xúc gì đến với cái bài hát này nè? Bài hát này thì nhớ lại cái kỷ niệm mà xưa sĩ đi học. Dạ, rất là tuổi thơ luôn. Sẽ được mời về giám khảo Minh Tuyết. Xu lấy một cái cho cô Minh Tuyết đi, 20 mấy năm rồi cổ mới nhìn thấy lại cái quả này đó. Vâng. Và quả này là biên đạo Khoa Nguyễn cùng Vũ đoàn Sắc Màu đã kỳ công đi nhặt. Wow. Để tạo nên những mảng ký ức rất là thân quen với chúng ta. 20 mấy năm rồi mới thấy lại cái này. Hồi nhỏ Tuyết có chơi cái này không? Thả lên nó quay như cái nó xoay á. Sao con tôi quay yếu à? Đấy, con của anh quay đẹp đó. Con của em chắc nó không đủ dầu hay sao? Nó không đủ dầu hay sao? Bây giờ tôi đang hỏi ai là người đã dàn dựng ra cái tiết mục này. Tôi đang quan ngại. Tôi coi nửa bài đầu tôi hết hồn. Bây giờ em chờ anh Hoàng Nhật Nam confirm cho em cái thông tin cuối cùng thì đó là cái câu chuyện như thế nào. Xin mời anh nói cho hay nha, chứ không là chúng tôi nhảy vô ập vô đạo diễn. Chứ là chúng tôi chỉ chờ cái nhà này liền. Chúng tôi chỉ chờ cơ hội để dập đạo diễn thôi. Tôi lo quá. Anh phải lo. Chứ bây giờ anh dựng cái hoạt cảnh gây tranh cãi từ giám khảo đến thí sinh. Người ta nói mà, đôi khi có một cái câu chuyện, một cái bức tranh đi, mỗi người xem tác phẩm nghệ thuật đó sẽ hiểu theo một cái hướng khác nhau. Đó gọi là cái cảm thụ riêng của mỗi người. Thật ra là cái này là mình bê nguyên si trong một cái hoạt cảnh của MV của anh Trường Vũ luôn. Cũng là những anh bạn lớn lên từ nhỏ chơi với nhau, gọi là thời thanh mai trúc mã đó. Trong quá trình đó bắt đầu là gặp gỡ một cái cô gái, nói chung là bạn chung của hai người. Và dĩ nhiên là hai chàng trai này thì đều thương thầm cô gái hết. Đó, và một trong hai người con trai đã đến với cái người con gái này. Thì người còn lại dĩ nhiên là buồn vì cái điều đó thôi. Nó buồn gì cái gì? Nó buồn gì là thằng kia cua con bé nó yêu. Cái vấn đề là nằm ở chỗ đó. Em nghĩ là anh đậu rồi đó. Anh thi, anh hát xong mà không ai bàn tới giọng ca của anh, mà bàn tới câu chuyện mà trên sân khấu nó diễn ra thôi. Thôi bây giờ mình tập trung vào thí sinh được không? Tôi tức quá, một lát nữa tôi điện ông Trường Vũ. Dạ vâng. Với cái sự ấn tượng trong hoạt cảnh ngày hôm nay, còn giọng ca của anh ấy như thế nào? Xin mời giám khảo Trấn Thành. Giọng ca của anh ấy thì đâu có gì để bàn nữa. Không muốn nói nữa. Hay như vậy rồi còn cái gì để nói nữa. Hoàn hảo. Giám khảo Minh Tuyết ạ. Giọng ca của anh thì vẫn giữ phong độ ngay từ ngày đầu cho tới bây giờ, vẫn rất là hay. Nhưng mà em nghĩ chắc là cái bài hát này anh Vũ mới hát sau này phải không? Thì em thấy anh nức nở nhiều hơn một tí. Em có một góp ý nhỏ với anh thôi. Tuy rằng anh kể về cái câu chuyện đó, anh là người kể chuyện, nhưng đôi lúc mình cũng nên nhìn về cái hướng của cái người diễn cái tiết mục đó cho mình, để người ta cảm thấy có một sự liên kết nhẹ nhẹ trong đó. Riêng trường hợp này thôi. Không à? Cho phép tôi được bảo vệ cho thí sinh. Không thể nhìn được. Bởi vì nhìn là sẽ rất dễ bị quyến rũ vào câu chuyện của hai cái thằng đó. Vì mặt dàn dựng sân khấu á, là cái phía sau đang là những cái lát cắt về thời gian á, giống y như là đang kể lại một cái phim phía sau. Nhưng cái cảm giác á, lâu lâu ví dụ như là mình xây cái hướng người của mình nhìn vào cái đó, giống như mình là đây là câu chuyện tôi đang kể và đây là cái thước phim tôi đang kể. Lâu lâu mình có một chút xíu sự liên kết đó thì người ta sẽ cảm nhận rằng anh đang kể câu chuyện đó. Thì cái đó là cái cảm giác riêng của em. Em cảm nhận cái điều đó, thế thôi. Dạ, đó là sự kết nối thôi anh ạ, không sao cả. Đúng, đó là sự kết nối. Ca thì rất là tuyệt vời rồi. Giám khảo Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Thật ra là anh Văn Sĩ với là anh Trường Vũ thì cũng không diễn nhiều trên sân khấu, chỉ có là đi lui đi tới một chút. Và anh Văn Sĩ cũng có diễn với căn nhà tranh rồi, giống như là cái nơi đây, một cái nơi đã từng ghi dấu những cái kỷ niệm của một cái chuyện tuổi thơ như vậy. Riêng Hoàng Nhật Nam thì có một cái nhận xét, đó là anh Văn Sĩ có được cái sự ủng hộ của bà xã anh đó, cho nên là thấy thực sự anh luôn luôn tự tin. Kể từ vòng đầu cho đến bây giờ là đêm bán kết thì cũng như vậy. Đúng. Đó là một cái hậu phương vô cùng vững chắc. Và tôi thấy là ngày càng anh nhuận sắc nữa. Tôi thấy là những người đàn ông mà được vợ ủng hộ và gọi là hậu phương vững chắc là nhuận sắc. Nhìn tôi và Trấn Thành là đủ hiểu. Dạ không. Hôm nay, riêng ngày hôm nay, tôi thấy tại sao quý vị thấy anh Hoàng Nhật Nam, anh là cái tư tưởng táo bạo, suy nghĩ ra những cái hoạt cảnh như vậy, là bởi vì ngày hôm nay anh ấy được vợ mình hậu thuẫn. Hay quá. của anh ấy ủng hộ. Nhìn chồng mình nụ cười đầy ngưỡng mộ. Y anh ấy thật thông minh và đáng yêu làm sao. Chương trình Gia Đình và Hạnh Phúc bắt đầu. Dễ sợ thiệt. Tôi cứ hỏi là bữa nay vợ anh có mua thêm gì cho anh không? Quần áo gì không anh? Dạ hôm nay thì trong cái MV của anh Trường Vũ thì em không thấy gì hết nên vợ em không có mua. À dạ dạ. Lần sau anh cũng nên để ý là mình làm cái MV nào có đồ mới để bà sắm luôn ha. Thôi chốt lại anh Văn Sĩ là với cái sự hậu thuẫn của người vợ thân yêu của anh Văn Sĩ đã đem lại một cái hiệu quả sân khấu và trình diễn rất tuyệt vời. Như tối ngày hôm nay, mọi thứ đều rất là chuẩn chỉnh. Hy vọng là anh vẫn giữ vững cái phong độ đó. Chúc mừng anh. Xin được chúc mừng anh nha. Hôm nay anh phải thật sự là hạnh phúc quá, bởi vì ban giám khảo rất yêu thích tiết mục này của mình. Bên cạnh cái việc là chúng tôi cũng vẫn còn hoang mang về câu chuyện trong cái hoàn cảnh này thôi. Dạ, một lần nữa chúc mừng anh Văn Sĩ. Dạ, em cảm ơn ban giám khảo. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại những phần dự thi đầu tiên trong đêm thi bán kết. Và thời lượng của chương trình tuần này cũng sẽ được khép lại tại đây. Chúng tôi hứa hẹn đến với tất cả quý vị còn những tiết mục vào tuần sau. Quý vị đừng quên mở TV vào lúc 21 giờ ngày thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và chúng tôi sẽ phát sóng lại vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chúng ta sẽ tái ngộ và biết được xem thí sinh nào sẽ có cơ hội bước tiếp vào trận chung kết của Ca Sĩ Thần Tượng mùa thứ tư. Chương trình do Đài Phát Thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng mì Cocomi 90. Còn bây giờ Minh Xù xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Vòng bán kết được tiếp diễn khi các thí sinh ai cũng ngang tài, ngang sức. Nhưng liệu ai sẽ thăng hoa để giành chiếc vé chung cuộc bước vào chung kết chương trình Ca Sĩ Thần Tượng? Hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.